Chúng ta cùng hân hoan kính chào ông Lương Sĩ Hằng. Hôm nay duyên lành tôi được gặp quý vị nơi đây. Qua nhiều năm tu học, tôi cũng tìm ra một cái phương pháp truy tầm những sự thật của chính mình. Do đâu mà có? Từ từ trong ước nguyện của tôi, cứ nghĩ để có một cõi khác, chứ không phải bên nhiêu đây. Chúng ta không phải vỏn vẹn bên nhiêu đây, cho nên không có một người nào có khối óc ở thế gian chịu thua một người nào cả. Không có ai chịu phục một người nào cả. Thấy rõ ta có khả năng thua kêu này, tìm kêu khác ở thế gian này. Tranh đua với nhau như trong sòng bạc, hơn thua sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Nhìn vạn vật trên thế giới đều như vậy, vạn vật đồng nhất thể, phải chịu cái luật nhân quả cho chung. Do đó tôi thanh tịnh suy nghĩ và tôi tìm một con đường đạo để tìm một lối giải thoát. Trước mắt tôi cũng nhiều cảnh ông lên bà xuống mách bảo nói chuyện rất hay. Tôi cũng đi thử tận nơi, tôi tìm hiểu tận nơi. Cuộc đời tôi không có mê tín dị đoan, xưng là Quan Âm xuống thế nắm phất trần, nhưng mà tôi đến tận nơi tôi thử. Cục gạch trong nhà tôi người nói cũng đúng, cái gì người nói cũng đúng hết, nhưng mà tôi có cái không tin. Tôi nếu Quan Âm đã phát triển tới vô cùng từ bi thì không sợ cái gì. Thì tôi lúc đó tôi mời đến, tôi cầu Ngài nhập xác. Lúc đó Ngài chảnh chệ nói ta là Quan Âm bằng một cách gì. Tôi để cái pháo đốt ở dưới ghế, tôi đốt cái bùm là Quan Âm cũng xuống đất. Thì tôi thấy không có sự thật, xưng Quan Âm mà sợ pháo là không có sự thật. Thì làm sao đem lại sự hòa bình cho mặt đất được? Do đó tôi mới tìm cách khác. Tôi nói không có sự thật. Tất cả người ta mê tín cúng bái đủ chuyện hết mà không có sự thật, tại sao có người đâm đầu vào đó làm gì? Tôi mới tìm, suy tư lấy một mình tôi. Không lâu tôi gặp người bạn đến với tôi. Tôi thấy mắt người càng ngày càng sáng, mặt người càng ngày càng tươi. Tôi mới hỏi người bạn thân nữa, tôi hỏi chứ chú học cái gì mà mỗi tuần mỗi thay đổi như vậy? Nói tôi tu. Tôi hồi đó thanh niên tôi không thích người ta tu, vì tu nói những sự không thật và vô trách nhiệm, tôi không thích. Tôi đã đi rất nhiều nơi tìm hiểu. Thì lúc đó tôi mới hạch người bạn tôi, chú mày phải nói đàng hoàng không người ta chửi thầy mày. Thì ông đó trọng thầy lắm, nếu mà ông nói như vậy là ông thầy tôi không nghe là ông giết ông đó. Từ nay tôi không có sợ, kể cả ông Phật thiệt tôi cũng không sợ, tôi muốn tìm sự thật. Thì ông nói tôi sẽ make appointment cho ông đi gặp. Lúc đó tôi mới có cơ duyên gặp ông Đỗ Thượng Hậu. Gặp người, người lớn tuổi mà rất khiêm tốn, hạ mình, nhịn nhục. Tôi thấy người lớn tuổi mà ấy có thể nói chuyện lúc mình hồi còn con nít thế nào, ăn mặc đồ gì cũng nói được. Cái này tôi cũng không bao giờ tự tin. Thì có một đêm tôi đem những người kêu bằng người bạn biết thôi miên, biết võ Phật bùa phép, đánh ghế trên đầu không bể không sợ, tới để gặp ông. Thì lúc đó người bạn tôi thôi miên, rồi nói ông già ông ngồi xuống coi tôi thôi miên này. Thì ông cụ nói tội nghiệp tôi già. Lúc đó ông 60 tuổi, tôi 65 tuổi, không có dám phạm lỗi với ai hết. Ông thôi miên, tội nghiệp ông già. Thì ông kia ông nói tôi nói ông già ngồi xuống tôi thôi miên. Thì anh thôi miên chập sao mà con mắt anh nhìn ra bầu trời đỏ lồm, mình nhìn bạn bè đỏ lồm. Rồi anh ấy nguy quá, anh
kéo tôi, anh ơi nguy quá, anh năn nỉ ông già tha lỗi cho tôi. Làm tôi bây giờ mắt tôi thấy bầu trời đỏ hết, thấy mọi người đỏ hết. Thì tôi nói ông biết nói tiếng Việt Nam, ông nói tại sao ông không nói, là ông kêu tôi nói mà ông là judo nữa, sợ cái gì? Thì ông mới nói, anh ơi thưa cụ giúp giùm con mắt con bây giờ hư rồi. Tại con thôi miên cụ, bây giờ mắt con hư rồi, nhìn cái gì cũng đỏ hết. Thì ông cụ nói tôi đã năn nỉ cậu trước khi cậu bước vô ngồi, tôi nói tôi không có làm cái gì phạm lỗi, không nên thôi miên tôi. Nhưng mà cậu thôi miên tôi thì lửa của cậu đốt tôi đốt không được, thì nó chảy về cậu. Cậu ngồi một chặp nó yên, không có sao đâu. Thì ngồi một chặp, anh thấy mắt sáng như bình thường, đứng dậy bỏ chạy. Tôi nói không được, đừng có sợ, ngồi đây. Thì cái ông bạn kia cũng vậy, nói ông Tư nói, ông Đỗ Thuận Hậu ông nói rằng có một ông sải đi xung quanh bạn, bạn muốn giải ông không? Hỏi ông kia như vậy, ông kia ông nói dạ con muốn giải, xin cụ giải. Lúc đó là mấy ông đó anh hùng hạ giọng hết rồi. Rồi ông giải cho, giải rồi ba đứa chúng tôi xin tục tu cái phương pháp này. Tôi nói làm sao ông là con người bình thường như vậy mà cái óc ông có thể hiểu được nhiều chuyện. Đó là nhờ sự sanh tịnh của ông. Ông điêu luyện bằng cách cái pháp nào ông có thể chỉ cho chúng tôi. Ông nói ba thằng này là phải có nhang đèn cúng lạy ta mới chỉ phép. Không bao giờ mà chỉ cho ba người này không miễn phí đâu. Phải mua nhang đèn đi. Rồi tôi mới tới. Ba chúng tôi tới học. Ba người tôi tu. Về thì tôi thiền, đêm đêm tôi cũng thiền mà tôi hít không được. Ông chỉ hít thở tôi làm không được. Nhưng còn hai ông bạn kia làm thế này thế kia thế nọ. Nhưng một thời gian rồi tôi nói, mình cũng là con người, ông kia cũng là con người. Mà tại sao ông già như vậy ông làm được, mà tại sao mình làm không được? Thì tôi mới thấy rằng cái câu nguyện của ông nó có Quan Thế Âm. Tôi nói nếu có Quan Thế Âm thật thì đêm nay dạy cho tôi hít thở. Thì tôi đứng nằm ở giường đó, tự nhiên cái bụng tôi hít đầy bụng, thở ra xẹp bụng, đầy bụng, thở ra xẹp bụng 12 lần như vậy, ngưng rồi tới 11, rồi tới 10, tới 9, 8, 7, 3 rồi tôi mới được ngưng. Rồi tôi ngồi dậy là tôi hít thở được, tôi làm pháp luân. Khi mà tôi làm được tôi mừng, thiền được. Tôi mới chạy xuống tìm ông Tư, tôi nói rằng tôi vừa vô nhà, ông ấy thở được rồi. Thì tôi nói cảm ơn, hôm tôi thở được. Tôi bây giờ tôi không dám ngang tàng nữa, tôi biết có Quan Âm, Ngài giúp tôi hôm qua, tôi thở được. Tôi tin Ngài, vậy từ nay về sau tôi thực hành cho tới nơi. Thì ông cũng không cần nói gì, ông chỉ cười cười thôi. Mời tôi uống nước trà, tôi về. Tôi thấy ông già như vậy mà ông còn cái trí sáng suốt. Mình một người thanh niên mà không làm được cái gì, phải cố gắng làm cho nó có kết quả. Tôi về tôi tu, tôi thiền. Ngày đêm tu luyện. Cả gia đình thấy ngạc nhiên. Mới có 2 tuần mà có người thay đổi hết rồi. Rồi tất cả mọi người phản đối không cho tôi tu. Lúc đó trên đầu tôi thấy hình ảnh của ông Thích Ca không, tôi không thấy người nào khác. Tôi thấy tôi sung sướng quá được gặp Ngài. Và lúc nào tôi cũng lo thiền để tôi thấy Ngài. Từ ngày đêm tôi chỉ lo thiền thôi. Tôi cảm thấy sung sướng mà gia đình phản đối. Nhưng mà trong này cho tôi biết đó là ân nhân của tôi. Nhờ sự kích động và gia đình, kích động và phản động của gia đình, tương lai tôi sẽ thành công. Nhiều đó được cố gắng được tu. Càng tu càng mở trí. Viết thơ cho bạn bè, người nào cũng thích, cũng muốn. Mình càng ngày càng thấy sự sai lầm của chính mình. Rồi đi tới chỗ sáng suốt, thanh tịnh, thấy cảnh này cảnh nọ. Chuyện đó tôi không muốn kể ở đây nhiều quá. Nhưng mà tôi thấy cái phương pháp tu ở đây, đầu đuôi nó ra sao, chúc đỉnh cho quý vị nghe.
chúng ta sống ở thế gian này cõi tạm mà tưởng là thật, xác này là xác phàm, cấu trúc bởi tứ đại giai không, nước lửa gió đất hình thành, vỏn vẹn chúng ta có khối thần kinh. Nhưng mà nhiều vì ngoại cảnh nó lôi cuốn, mắt mũi tai miệng, chúng ta nhìn bên ngoài, hấp thụ những gì ở bên ngoài đem vô, nó dấy động của bộ thần kinh chúng ta, ăn không ngon, ngủ không yên. Con người ở thế gian này là do trời đất hình thành, mà không biết mình là có vị trí đại diện trời đất, phải hít nguyên khí của trời đất mà sống. Tất cả chúng ta đang sống trong cái chấn động của vũ trụ quan, tất cả mọi người ở đây đang nhờ vũ trụ quan mà sống. Lấy lý do gì mà nói một cọng rau quý vị đang ăn cũng qua ngày tháng hình thành, đó là từ điển giới của vũ trụ ban chiếu. Rồi ăn vô nó biến thành thủy, thủy nó biến thành khí, khí nó biến thành sắc, phải từ sắc giới xuống không? Trở về sắc giới. Tại sao chúng ta ngày, mỗi ngày phải ăn? Ăn mà ăn một ngày ba buổi chứ không phải ăn ít. Càng ngày càng ăn, mà rốt cuộc ăn không mỏi, mà không mệt, mà không chán, ngày nào cũng ăn cơm. Ăn nguyên khí của trời đất để mà sống. Cho nên quý vị có mắt sáng, tâm minh, miệng nói được, mắt nháy được, đó là luồng điển của càng không vũ trụ, không thể phủ nhận được. Chúng ta đang sống điển quang của chấn động của vũ trụ quang, mà chúng ta lo là vì chúng ta mất quân bình điển năng trong nội thức. Khi chúng ta hiểu đó là chúng ta phải lấy cái nguyên khí của trời đất để hỗ trợ cho ngũ tạng phát triển trở về nguyên căn thanh nhẹ của chính nó, quân bình. Lúc đó quý vị sẽ mở trí ra trong cái nguyên lý niệm Phật, lấy cái chấn động của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để phát triển tâm linh, và khối óc của quý vị sẽ ổn định. Khi mà quý vị ổn định và quân bình rồi, quý vị không phải lệ thuộc với ngoại cảnh nữa. Lúc đó chúng ta làm chủ, biết được phần hồn là chủ thể xác, không phải thể xác là chủ phần hồn. Sự sáng suốt phục vụ thể xác, chứ không phải thể xác phục vụ sự sáng suốt. Chứ người thế gian hay đi ngược, tưởng ta là bảnh, ta là được. Cho nên cha mẹ sanh con lớn nói không nghe, tại vì nó không hiểu, từ nhỏ tới lớn nó chỉ biết bên ngoài, nó không biết bên trong. Thành cái đạo đức nó không có, cuộc sống nó không có tâm linh. Hồn làm chủ thể xác, không phải xác làm chủ cái hồn. Sự sáng suốt ta đang làm chủ thể xác, mà trật tự của thể xác chúng ta không khám phá ra được, không khai phá ra được, là do đâu? Do chúng ta thiếu thanh tịnh. Muốn đạt được những cái chuyện đó thì chúng ta phải làm thế nào? Phải dùng cái phương pháp người trí đi trước đã hành, khai thác khối thần kinh cơ tạng, thì chúng ta đồng hành nhiên hậu, chúng ta mới đóng góp cho chung được, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Cái xác của quý vị là một cái tiểu thiên địa, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, có tim gan tỳ phế thận, nước lửa gió đất đầy đủ, không thiếu một vật gì hết. Mà chỉ chúng ta thiếu thanh tịnh, quên mình, hướng ngoại, chạy theo ngoại cảnh. Cuộc đời này học có bằng cấp mới có tiền, đua nhau đi học, rốt cuộc bệnh chết không biết tại sao. Học tới hết bằng cấp rồi cũng bệnh chết không biết tại sao, thiếu thanh tịnh, không biết mình. Nếu chúng ta biết chúng ta gây những cái thể xác này cũng như căn nhà cái tiểu vũ trụ này mà chúng ta làm chủ rồi, thì xuất nhập tự do, đó mới thật sự tự do, thật sự tự do dân chủ, thật sự tự do nhân quyền của Thượng Đế, chứ không phải của người phàm. Thì chúng ta đâu cạnh tranh chuyện đời làm gì? Cạnh tranh chuyện đời để gieo họa cho chính mình, tâm trược, nói xấu người này, hành người kia, phá người nọ, rốt cuộc mình mang họa. Cho tới kết quả những người từ Việt Nam đã qua đây, trước kia cũng đã làm lớn, cũng đã hành hạ nhiều người rồi, bây giờ hậu quả gia can bất ổn cũng hiểu rồi, mới tìm đường tu. Cần cố gắng tu để hiểu phần hồn mình nhiều hơn. Xứ Canada là xứ hòa bình, con người Canadian muốn đem lại những cái sự hòa bình cho thế giới. Mà chúng ta có dịp tu để hiểu được phần hồn của chúng ta mới thật sự
đóng góp cho cộng đồng hiện tại sống một cách vô sanh bất diệt, tâm vô tư của trời đất đã cấu trúc một cảnh quyền uy cho chúng ta có một cái thể xác tốt đẹp như thế. Ngón tay của quý vị cũng rất cao siêu, rất đầy đủ quyền năng ở trong đó chứ không phải không. Phải tin được khả năng của quý vị mới khai thác quý vị ra. Lúc đó quý vị mới biết Phật là ai, Thượng Đế là ai, chúng sanh là ai. Cơ tạng của chúng ta không khai thác được thì không thấy sự hợp tác ở bên trong này. Chúng ta có lục căn lục trần, mỗi tạng của quý vị 1.250 vị tỳ kheo, tổng cộng là 1.250 vị tỳ kheo đang theo chúng ta tu. Mà chúng ta không chịu hành triển, không đem lại hòa bình cho trong nội thức, không giáo dục bên trong thì tự nhiên nó theo bên ngoài. Bên ngoài thì tạo sự kích động và phản động, loạn tâm, ngủ không được, không yên, nội khoa tâm lý bất ổn. Khi mà chúng ta tu lấy nguyên khí của trời đất khai thông ngũ tạng rồi, chúng ta cũng có cái thức hòa đồng của vũ trụ. Chúng ta nhìn mọi người tất cả là anh em chung trong quả đại cầu chứ không phải căn nhà này. Chúng ta đang khóc, đang hấp thụ cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là đồng tiền có thể chuyển hạn sự sống của ta, không. Cho nên chúng ta hiểu được nguyên lý đó mà mình là có người có khả năng. Chính người đã được hưởng những gì của Thượng Đế ân ban tại thế gian này rất rõ ràng, từ ly từ tí, nắng lạnh mưa gió để hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa trong cái có không không. Cho nên tôi cũng kiên trì tu tới ngày nay, đêm đêm tu, mấy chục tuổi không có đêm nào mà bỏ. Xin tôi nói cái pháp này nó phản lão hoạt động, con người nó trẻ ra và khỏe mạnh. Năm nay tôi sinh 1923, năm nay cũng là 72 tuổi Tây, nhưng 73 tuổi ta vẫn khỏe mạnh và trực diện quý vị, để quý vị nhận xét rõ chính mình có khả năng giúp mình. Nếu mình bằng lòng khai sáng mình thì mình thấy nguồn gốc mình ở đâu, không bị lệ thuộc bởi âm binh mà nói đông nói tây vô trách nhiệm, hại cho khối óc bất yên và bất ổn và gia công bất an. Chúng tôi không phải là loại mê tín dị đoan, tất cả những người đến với chúng tôi là thử thách rất nhiều, đặt rất nhiều câu hỏi, những thử thách đủ thứ để tìm tôi và hiểu tôi và thực hành. Tới ngày nay tôi mới có cơ duyên trực diện của quý vị. Trước khi tôi ra đây một mình, ngày nay chúng tôi có một khối anh em đồng hành đồng tiến, đem lại sự hòa bình cho nội tâm của mọi gia đình. Mọi gia đình đều yên ổn, vui tươi, họ mới bằng lòng đóng góp, tìm cái chỗ tốt để tôi thỏa thể cùng quý vị, để quý vị thấy rõ khả năng của quý vị, không nên hoang phí. Chính chúng ta có thể đem lại sự hòa bình cho mặt đất, không nên đặt sự mê tín dị đoan mà không bao giờ có kết quả. Thiên cơ biến chuyển, quý vị thấy chưa? Nay bão lục động đất đủ chuyện, con người có tránh được không? Luật nhân quả có, đỡ vị trí đó thì phải nhận lãnh cái vị trí đó. Nhưng mà đối với phần hồn thì nói về nói chiều sâu, chư tiên cũng đang làm việc. Phần nào ta rước theo nhóm này để tiến hóa trong sanh lão bệnh tử, sanh trụ hoại diệt và hồi sinh liên tục ở trên mặt đất này. Cho nên quý vị không nên tin những lời truyền thuyết và sẽ tận thế, sẽ khổ. Chính xác ta sẽ tận thế đây. Nếu ta không lo, lo ngay cái xác của quý vị đi. Cái căn nhà quý vị tốt đẹp, khỏe mạnh, cơ tạng của quý vị tốt, không khí tốt, sạch sẽ, cũng như cái gia can chúng ta sẽ yên. Nơi nào chúng ta cứ ngủ thì đem lại tinh lành cho mọi người, thực hành để tiến hóa. Chúng ta không phải vỏn vẹn bao nhiêu đây đâu, còn tới vô cùng. Quý vị thực hành phương pháp của chúng tôi rồi quý vị thấy quý vị có giá trị, quý vị có khối óc làm một ánh sáng trong mặt đất này. Ai đã làm thành căn nhà này phải khối óc con người không?
Ai đã làm thành cầu cống cho chúng ta đi? Phải có áo con người không? Ai đã làm máy bay cho chúng ta đi? Ai đã làm tàu bè cho chúng ta đi? Đó là khối óc của người. Ngày nay đã hình thành phát triển như vậy là chia sẻ có một phần thôi. Mà nếu chúng ta trụ về chân thật, thanh quang sáng suốt ở bên trên, thì quả địa cầu vui biết là bao nhiêu. Mọi người ở đây biết tạm. Tại sao tôi làm người? Để làm gì? Để học nhẫn và học hòa. Mỗi gia can cha mẹ để con ra chỉ học sự nhịn nhục mà thôi. Sanh nó ra nó ngược, nó chữ ngược rồi, cũng phải nghe, phải nhịn để độ con, thương con. Cái tình thương yêu của mình thì mình thấy mình có cái gốc từ bi rồi. Mà mình tu thanh tịnh thì phát triển tâm từ bi mới độ tha tại trần được. Không có nói khoác, không có nói dốc mà không làm được. Chính mình hành, mình khai triển mình ra thì mình làm được. Cái giá trị nắm được, rờ được, hiểu được mới là người tu của thời đại. Chạm trán bất cứ việc gì, khi mà quý vị hiểu điện năng rồi thì quý vị qua giải được, không có phải khổ. Những người không hiểu, không lối thoát, bực tức. Những thanh niên bực tức, thấy tôi không có lối thoát, đi làm bị ăn hiếp, tôi đi ăn cướp hay hơn. Có những người nghĩ như vậy, cướp không được tôi tự tử chết, là hủy diệt một cuộc đời. Phần hồn của mình bị tan rã thành sâu bọ, không có phát triển được. Cho nên cái phương pháp này sẽ gom tụ lại và tiềm tàng thực chất của quý vị, để quý vị thấy rõ quý vị là ai, đang làm cái gì đây, rồi sẽ đi đâu. Cuối cùng của chúng ta tu về pháp lý vô vi, khai triển tâm thức rồi, phần hồn sáng lạng, óc sáng tâm minh, mới đi vô cõi vô sanh bất diệt. Nơi đó thế gian, nhà Phật nói là niết bàn. Chỗ đó không có cạnh tranh, chỉ thương yêu xây dựng và giúp đỡ mà thôi. Chúng ta đang khao khát cái cảnh đó. Bây giờ chúng ta có khả năng hành không? Chúng ta hành thì chúng ta sẽ được an vui, chung hợp hòa bình. Đâu cần số người nhiều, số người như ở trong căn phòng này, mà chỉ hợp tác với nhau, thương yêu xây dựng hướng thượng, để tận độ quần sanh, cũng cứu được nhiều người rồi. Cho nên tôi, khi tôi tu được khỏe mạnh, tâm thức tôi được an vui, tôi dám gan đi khắp cả thế giới, mà trong lúc tôi không có một cái nhóm nào hỗ trợ, không có tiền bạc. Tôi một người tị nạn ra đây, tôi vẫn đi, vẫn làm việc, vì tôi tin tưởng có trời Phật, là tôi cứ đi chiều hướng của trời Phật. Để nói cho mọi người nghe, ngày hôm nay nhóm vô vi trên thế giới không ít. Chỗ này nghe thức tâm họ tự làm. Cái tu này tự tu tự tiến, chứ không phải như cái sách là rủ người ta tới rồi kêu người ta tự sát. Không có vụ đó. Chúng tôi không có tin những cái chuyện đó. Chúng tôi phải tự tu tự tiến chúng tôi mới làm. Mà nhờ người ta chúng tôi không làm. Thì quý vị có thể ở trong căn nhà, ở trên cái giường, quý vị cũng có thể làm được rồi. Một thời gian quý vị thấy tự nhiên nó thay đổi. Mình ra đời đây là trong tự nhiên và hồn nhiên. Sự hiện diện của quý vị đây là trong tự nhiên và hồn nhiên. Thì quý vị phải lấy nguyên khí của trời đất để hóa giải sự trần trượt trong cơ tạng và trở về tự nhiên và hồn nhiên. Thì chúng ta mới là thấy đạo là gì. Đạo là quân bình, tha thứ và thương yêu, mở rộng đường cho mọi người cùng tu cùng tiến. Đó là nhiệm vụ của con người ở mặt đất này. Phải hiểu lấy mình trước hết. Có tiền của xã hội, tôi ăn tiền welfare là tôi sống được rồi. Không phải vậy. Cái tiền người ta làm cũng khổ cực lắm. Chúng ta mang ơn người, mang ơn trời đất. Chúng ta phải khai sáng, chúng ta phát minh, mới đóng góp cho mọi người ở trong xã hội này. Càng già càng quý, càng già kinh nghiệm đời càng nhiều, mà lập maîtrise, lập lại trật tự rồi, là một cuốn sách vàng để độ tha tại trần. Cho nên quý vị không có nên tin một cái gì mờ mờ ảo ảo không rớ được, rồi cầu xin thờ cúng có được cái gì đâu. Thực hành thấy kết quả rõ ràng. Tim gan tỳ phế thận chúng ta ổn định, thần kinh chúng ta mạch lạc. Cái đó là cần thiết nhất.
già không lẫn, sống là sống, chết là chết, rõ ràng như vậy. Đêm đêm chúng ta tu đứng đắn có thể đi ra được, rời khỏi thể xác này, chúng ta đi nơi những cái cảnh tươi đẹp, sống động, cảnh ở thế gian này, cảnh chết. Cho nên Phật nói là thế gian đô thị giả không có phải thật, cái cảnh giả không phải thật. Quý vị đến đây rồi quý vị phải ra đi với hai bàn tay không, không có chối cãi được. Đó là sự thật. Chúng ta nhìn thấy hàng ngày kẻ sống người chết, chúng ta hiểu rồi. Cho nên bằng lòng tự sửa tự tu thì cái kết quả nó khác, linh khí nó sẽ dồi dào, mặt mày sẽ tươi tắn, tình đẹp của trời ban chiếu trong tâm của mọi người, tình Chúa Chúa độ, tình Phật Phật độ. Tu vậy mới là tu. Chứ tu mà cứ bắt ông Phật làm việc cho mình hoài cũng không được, bắt ông Chúa làm việc cho mình hoài thì suốt đời không có thành công. Tới giờ lâm trong ai kêu Chúa, Chúa cũng không có giúp. Cho nên hôm nay tôi có cơ duyên về đến đây sẵn sàng phục vụ quý vị. Trong thời gian trước giảng đây, nếu quý vị có gì thắc mắc có thể bàn bạc cùng tôi sau những mấy chục năm kinh nghiệm tu học. Thành thật cảm ơn sự hiện diện quý vị. Phương pháp pháp lý vô vi là một kỹ thuật để mình tự sửa và tự tiến. Rõ rệt mình là một y sư của thể xác. Con kính cảm ơn thầy đã ban cho những lời chân lý rất